Chúng con biết thế nào bà cũng đến. Bà muốn chúng con làm gì? Ta muốn cho các con biết chiến tranh sẽ sớm kết thúc và binh lính sẽ trở về với gia đình họ. Đừng sợ. Cuối cùng, Thiên Chúa sẽ chiến thắng. Bà hứa sẽ nói cho chúng con biết bà là ai. Ta là Đức Mẹ Mân Côi, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Đức Mẹ của chúng tôi đâu? Chúng tôi không thấy gì cả. Còn bé nói chuyện với không khí. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Rốt cuộc thì chúng phải tạo ra một phép lạ, không thì trò hề này sẽ trở thành thảm họa. Họ sẽ không thể nói chúng ta không ngăn cản. Chúng ta đã bị lừa, chúng ta bị bịp rồi. Không ai được đụng vào bọn trẻ này. Mẹ Rất Thánh, mẹ hứa cho chúng con một phép lạ để dân chúng tin lời chúng con. Nhìn mặt trời kia, nhìn mặt trời. Mặt trời, nhìn mặt trời kia, nó đang rớt xuống. Em nhìn thấy được rồi này. Mẹ, phép lạ, cậu bé đi được rồi. Mặt trời đang quay lại. Giấu lại. Đã giữ lời hứa. Đất khô rồi. Quần áo khô cả rồi. Mẹ ơi, quần áo còn khô rồi. Quần áo chúng ta khô rồi, khô cả rồi. Chỉ có những thằng ngu mới nói là không có Chúa. Nơi mà dân chúng làng Fatima dựng lên cái chòi đơn sơ vào năm 1917, nay tọa lạc một ngôi vương cung thánh đường nguy nga. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1951, 1 triệu người từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về đây để tôn vinh Đức Mẹ Fatima. Francisco và Jacinta đang nghỉ yên. 5 tháng trôi qua, Lucia hoàn toàn hiến mình phụng sự Thiên Chúa. Con có hạnh phúc không, Lucia? Chẳng lời nào có thể diễn tả nổi. Bác vẫn nghĩ rằng chính đức tin của 3 đứa chúng con dẫn đưa hàng triệu người đến Fatima.
chính đức tin của họ đã đưa họ đến đây, bác Hugo, cùng với lòng khao khát hòa bình cho thế giới. Nếu mọi người trên thế giới biết cầu nguyện theo như lời Đức Mẹ dạy, Thiên Chúa sẽ ban bình an cho nhân loại. Năm xưa Fatima, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra, trong vinh quang chói ngời, với lời gọi mời thiết tha, khuyên muôn dân tự hối và thành tâm bỏ đàng tội lỗi, kinh mân côi giữa đời và từng ngày sung kính Mẹ. Trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu, ai cũng ước ao được đi hành hương đến ba nơi đặc biệt: một, đất thánh, miền đất Chúa Giêsu đã sinh ra; hai, Lộ Đức hay Fatima là nơi Đức Mẹ đã hiện ra trao ban sứ điệp cho loài người; ba, Roma, kinh thành của giáo hội. Tập sách Về bên Mẹ mong muốn gửi đến con cái của mẹ với tấm lòng tha thiết, ước mong được thăm viếng nơi mẹ hiện ra mà chưa có diễm phúc được đặt chân đến để chiêm ngắm. Mời các bạn đón đọc. Nguyện mẹ dạy con cánh tân cuộc đời và biết luôn luôn xin nắng lần hạt mới. Mẹ nguồn tình yêu bao la vời vợi, nguyện mẹ dạy con cánh tân cuộc đời và biết luôn luôn riêng nắng lần hạt mân cuối, luôn riêng nắng lần hạt.